tha mặt mày đổ quét ha. Cái bà cột cái giò này bà chắp vô đây ha. Cái bắt đầu bà lấy cái tre này nó cũng tê nha. Rồi cái đằng kia nằm lâu, cái máu me không, nó cho 200-300 tỷ cho nhóc ở trên Sài Gòn biết què gì. Rồi về mở giò ra rồi cũng công giò cũng nhức chết mẹ chết luôn. Ừ. Tao còn đem cái đơn dạo ca nữa nha. Rồi cột khăn rồi nè, vẽ bịch thòng bịch mài cho nó làm. Ngồi đi chơi đi. Thì có đấu gì hả mẹ? Bà cùng cái đó. Bà đâm mày đó. Bà sao em ru à? Bà cùng, bà bị mắc dưới. Kêu bà nghe không? Chắc nghe. Kêu rồi. Cái anh này kêu mẹ nè mẹ. Đó, bà bị ma nha. Hả, bà nhiêu tuổi rồi? Bà nhiêu tuổi rồi ma? 76. Đó, đây ông thương bà đó. Ông bấm bùa gửi bùa cho bà sống từng. Ông thương bà ha. Tên gì? Tên gì mẹ? Tên Hoa. Hôm qua vậy, bà đắp đất á. Bà đắp từ hôm qua nè, đắp tới tối luôn. Sao đắp tiếp bà? Ông mà không nấu cơm, bỏ nhà đi. Sao không? Tao giết chứ. Để lại nhà người ta ngủ. Phiêu bạc. Không ngủ nhà thôi. Không. Hỏi bà đi. Sao kỳ vậy? Bữa đây anh chị bấm bùa nhà ngủ đi hả chị? Tao nó phiêu bạc mà mơ. Của cải vàng vòng vậy. Cái nhà này của nhà chánh người ta giết đó là tao nói phiêu bạc mà. Phiêu bạc đi chơi ha. Đang chơi phiêu bạc. Không hẹn ngày tái ngộ thủy chung vợ chồng. Có chữa thư ký người ta nuôi chị. Bà hiểu đó. Tao nói mà chơi vàng đi anh này tao non ha. Nhà anh đi gì đó vợ chồng ở thôi bỏ tao không cần anh chị. Rồi chuyện qua ăn cơm gì? Đó, bà ăn cơm gì? Đó, ăn cháo bà đâu không cho bà ăn cơm. Bà ăn cơm nổi không? Ai biết khỏi bà coi. Ăn cơm nổi không hả? Nổi. Nè cho bà ăn cháo vịt đi. Ăn cháo mà nổi ha. Vịt trống hai mua con 200 ngàn đó. Mua vịt trống. Bưng vô chưa? Đó vịt đó vịt trống hả? Vịt trống. Vịt trống đó. Sao ăn mừng đó. Sao biết vịt trống? Biết. Sao biết? Mua đặng cúng đó. Không có mà ăn sao? Mừng sao biết? Mừng. Bình cứ cúng đi. Mà sao biết vịt trống? Sao không biết? Cũng có bệnh gì vậy? Người ta nước lạ cũ tao mập. Anh chị nè ở đây ở đâu đùa đùa bằng sâu thấy mẹ con mình khùng đi bệnh tâm thần người ta giúp đỡ rồi ở đâu ta cũng ủng hộ cho. Rồi là ta cho tiền. Rồi, mà cái này con không phải là tiền, cái này là bữa nay con mua cúng đa dạng như là đèn binh đất nước đồ quýnh võ đài đồ chết sống hiểu không? Cúng cho tâm ta gia đình mẹ sống, bà Tàu người ta mà ăn. Người Lai, người nuôi người Đài Loan á. Hiểu không? Nói cho bà nghe bà nói bữa nay mày cúng cái gì á? Cúng hết bệnh chưa? Hết bệnh rồi. Cúng cho bà Sáu Thận nè, hai vợ chồng anh Tân mình nè, anh Bình đồ con với bà nè. Sớm kiền hả chị? Nó khùng quýnh chết đó. Đúng rồi. Nói bà Sáu nó cúng đó, chứ không phải mà tiền bạc vàng đâu mà nói bà đó. Để ngồi múc cho bà ăn chén cháo mà bà Sáu. Rồi mình lên trên với bà rồi đó. Đâu rồi? Ở đây bà không chịu tao lại bà luôn bà Bí đó. Kêu kêu nhỏ con vậy coi. Bí ơi! Bạn tình ơi, dí dầu cũng xa nhau rồi. Dằn trăng dưới buồn vui ơi. Bầu trời, trời tiếng bầu trời cao nói vậy ta. Cá lún, cá lún. Bầu trời ta thiệt, dẫu gì cũng thôi. Niềm mơ cho sống đi bạn hiền ơi. Đôi lứa cùng quê sống nghèo nông thôn mấy năm chục trời. Tôi đâu có thuộc đâu, ca cho bà nghe đó. Con cầm. Ca cho bà Sáu nghe. Nghe nè. Tiếp chốt. Không nghe rồi đó. Cái tên màn mặt từ ông Sáu nghe rồi đó. Mà cha anh đã đặt biết bao nhiêu năm. Cánh co quyêu bớt trời. Lăn lộn giữa cung trời. Từng ngày chém mướn niềm vui. Em như con chim non buồn vừa. Đời sầu gió tối người ơi. Nghe đó. Trời trước đó. Để cho nó xuống chơi mà đừng có la nó. Vô ca tiếp. Để nghe chơi nè. Ca đi nè, ca đi. Đây không vô chơi. Thôi chảnh đi. Chút rồi ta cúng kiến ta cho. Ừ, đi về chỗ khác cho ta khách khứa cậu ơi. Ca đi, ca đi. Mời đây ca đi. Ta khách khứa mà cậu không thấy sao. Bà đuổi. Cậu vô nhà tôi lu bu lắm. Bà đuổi đi. Lên bà Sáu đi. Đừng có xuống đây nữa. Lấy ngồi tao bút cho anh cho. Bà già tôi không chịu nữa. Thấy không mơ, phải không? Ông mơ thì hợp đó. Mày can đó. Ngồi chơi sống đi mình. Nó quay phim cho mấy người nghèo mình lên cho nó. Mày không cho tiền, mà tội nghiệp nó giúp cho mày có tiền đó. Bà không như Kiều Mỹ luôn hả chị? Ừ, đó là ông mơ. Giới mua nào á? Dạ. Giới mua nào? Ghế này không có mua mà. Đôi giớ. Cái gì à? Đôi giớ đi nè. Cái giớ hả? Cái giớ này tôi mua bẩm mà. Mua 10.000, 20.000. Tôi tưởng là cái ghế này mua nào. Ghế này ở đâu á? Bữa nay mang giới nữa nè. Mang giới, mang giày nữa. Mang giày luôn hả? Mang quẳng đồ quét đồ tay luôn. Đâu? Mua mà mai rồi chưa có bẩm. Có giày nữa hả? Đóng thùng luôn, mang gút luôn.
Đi sân bay luôn mà. Đi ra sân bay ha. Đi sân bay du lịch chơi. Bữa nào đi không? Dẫn cho đi coi. Đi. Đi luôn. Đi chơi luôn. Má đi coi có ngày bóng bán cho mà chết. Bán đi không? Bán gì đâu? Bán thành phố luôn. Bán là qua luôn hả? Bán luôn. Tôi nói mộng tin anh Bình cho nó giỏi anh Bình. Anh Bình không về cho chơi. Sao không kêu cà? Cà thì ông sẽ dễ chết. Hồi đó giờ ở đây em không có giỡn. Ông vui ha, ông lớn rồi đâu mà. Ai? Bà đừng có nấu nữa, bà nấu nữa chi vậy? Này, cái đi. Nó mình mình á. Cái đi, tiền cắt rồi còn hay gớt rồi. Thế đi ông Bình ơi, cái ba khùng nó đi. Hả, tiền đâu rồi? Ở trong á. Mới cho mà. Nó mình sắm cả máy cao kê cho tiền ông Bình. Chơi với ông ba khùng đó. Bà nổ quýnh bà chết á. Ha. Có thằng nổ vô cung đó. Bữa nay có ông này nấy ha. Ông Bình bà hả? Tôi Bình Bình á. Bình à. Hả? Bình bà. Bình bà hả? Ừ. Sao ông cho tiền tôi mà tôi không Bình ông mà tôi Bình Bình? Ừ. Chị là Bình Bình hả chị? Hả? Chị Bình ông kia hả? Không. Không luôn hả? Chị thương em à. Chị hả? Nói thấy không? Làm chua ngủ ý đó, em Bình 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 đó. Ừ. Ừ. Tối đêm nay tiền bạc vàng giống ông Bình mày đó. Ông lên chảnh với nhỏ. Họ nó đói bụng chưa? Đói bụng chưa? Chưa. À, nè, bà ấy tôi sáng rồi tôi chưa ăn. Hỏi con của ai à? Con của Hoài Sơn. Con của ai? Chú đẻ nào con trời? Tôi lụm ở đâu mà lụm mà trái mà. Ai đẻ gớt tôi lụm về đó ông nội ơi. Đừng nói con Hoài Sơn à. Tôi nha. Ủa vậy là em không nhận con em à? Không vậy. Nó không ngoan, nó không nghe. Bữa nay nó biết nói chuyện ngọt. Nói chuyện không dễ thương. Con người ta nói chuyện dễ thương. Hỏi nó con mẹ tên gì vậy? Mẹ tên gì? Wow. Cho có à. Thấy tôi giàu gì nhìn tôi trời. Mà bữa nào cũng ngoan. Bữa nào cũng ngoan hả? Bữa nay nó ngoan. Thương nó nghe, đừng chửi nó nghe. Thương lắm mà. Ừ. Thường không quýnh mặt tay. Không quýnh mặt tay hả? Tính tốt lắm. Tính tốt lắm hả? Ừ. Qua đây ngồi nè. Quay ngồi cái mẹ đi con. Tủ thình á. Qua đây nè con. Có. Người ta xin 20 triệu tôi không bán. Bán làm chi? Nói nghèo quá bán. Ôi. Có đứa con mà ngoan quá kìa nó. Nó đâu có giống tôi ha. Vô đây nè. Giống. Nó đâu có giống em ha. Nó giống Hoài Sơn. Thế hả? Thương lắm. Đi học về giỏi lắm. Ngoài ở ngoài, hai đứa quýnh lộn khóc la làng. Họ nó đói chưa? Đói chưa? Được. Anh Trang. Đó, thằng nói chuyện rồi em lớn nghe chị. Mua sữa cho con uống không con? Mua sữa chưa? Đó, mua một thùng luôn. Đâu? Bưng ra. Bưng con thử coi. Nói thiệt à. Bưng nữa. Con bé khùng nó bưng ra chồng ba con. Đâu rồi chị? Con tên gì? Một thùng sữa đâu mà. Mì. Mẹ mì. Ủa thùng sữa đâu bà Hoa? Mì với mơ. Chèo dách ra. Đem ra cho ta coi coi. Bà Hoa. Trong nhà đừng có làm ta bậy ta bạ. Dách tàu đâu lấy rồi mà. Lấy chỗ tao quay tao coi đó, tao tin đó. Để mẹ con mà tao lao. Ừ, không ấy là không có tin đó. Ừ. Phải không? Dạ. Nó ngọt anh chỉ giúp cho nó chứ biết tao cho nghèo mà. Để đâu còn đây. Bưng ra cho tao quay phim rồi sữa đâu. Thôi bưng vô đi rồi chặt ra đi. Chưa. Chưa hả? Chưa tao nghe. Lục đi ông trời đó. Anh. Ok bà nhậu. Dạ, mua trong cái thùng. Mua trong cái thùng. Ôi không có nhậu. Nghe. Nhà ướp giấy đó thôi không mua một thùng á rồi cho chị Thị trên thùng mua một thùng vậy nè rồi cho chị một thùng thôi mày cùng mày điên đó thấy không một thùng gì không biết nhiêu ai mua à 18 gói nhiêu tiền 300 mấy thỉnh thần hỗ trợ cho tôi 200 tôi cho chị ra chị Thị bà cho hồi nào ạ 5-6 bịch cho hồi nào gì đâu có cho đâu đâu bà chủ đâu bà khó đâu ừ bà khó bà che che lại ha bà khó đó tôi chờ tôi biết cái gì xé thùng tôi lấy dao tôi gặp cái chỗ nhỏ đó có chồng nghèo đó cứ về bạc liêu miên rồi cái con nó cũng sửa cái sinh hoài nó mời cô chuyện tiền mới cưới đó 20 triệu mời cưới đá 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 anh Dương hay gì không có dám gà xăng ta giết ở trong nhà luôn đá còn nhỏ kêu lột thùng giấy rồi bỏ đó rồi lấy cái tàu hồng nó vô đó lòng mai tè luôn chị ạ không có dám ra ngoài tao giết tối đá là chỗ luôn hả mà tối đá nhìn đó luôn hả ừ tối đá lên đó luôn thằng nó ra ngoài ông lại trai ông lại mà là luôn được đó đó mới bảo luôn hoài mày gậy có thiệt lên cái chổng hồng là đó ra chơi luôn à đi ra ngoài sợ ma hay gì sợ ma mà cái lắm bệnh nó hỏi mấy cái đó cắt không à đó thấy không ừ kìa con uống sữa đi con đó thấy không? Để dành dấu đó. Lấy uống đi uống hết rồi mua tiếp. Uống đi. Dạ thương không? Mấy ông nè. Mấy ông coi nó có cánh cửa. Anh này vô mà hôm qua chắc vô chắc là thương bả anh. Thương à. Bả đắp chị. Chị. Một đấm á.
Cột gì dữ thằng hả? Ê thương quá kìa. Cột dữ trời. Ừ, ta để con qua mừng quái ba. Chị này có đa tình quá ta. Tiền lớn lắm chị ơi. Cột gì dữ trời. Mù tỉ bạc luôn. Hả? Chị mấy chị đa tình quá. Mặt chị nhìn chết sống luôn mờ. Cột gì dữ hả? Em nhìn chị mà em mê luôn. Hồi đó giờ chưa biết con gái mà em mê đàn ông bà đa tình ha. Thằng ô mặt xấu khanh đó mơ nha. Cột đéo luôn hả chị? Nè. Cột đó chị dữ hả? Trời ơi cột đang ta ăn trộm vô cấp đồ cấp tiền. Sơn cấp đồ tiền ha. Thôi lấy cái. Lấy cái xịt xịt thấm mà sao. Cái ông ở trên đây nè. Bà kể cho anh Minh Tăng với chị Minh Tăng mẹ. Cái ông nào hôm qua mà chích chết 3 ngày lên trời lắm á. Kể cho nghe coi, đừng mơ nói người ta anh chị nó không. Ở đâu hả? Đi đám ma đó ma. Ừ, ông nó chịu cá té ông chết. Ừ, 3 ngày chết dầu luôn. Lên đài. Lên đài không? Lên đài. Lên đài đó. Để Minh Tăng với chị Minh Tăng chụp cho mình sống ha. Dạ. Cái xịt cá đó mà chích chết lên dầu. Đó thấy không, để cho vui. Anh chị cho tiền nhà nghèo rồi đằng nào cũng cảm ơn đó. Hồi nào bà? Hôm qua. Hả? Chết hồi nào? Hôm qua. Chết ngay cả tuần lễ rồi. Hôm qua đó. Hả nó dốc đó. Tuần lễ. Hôm qua đó anh chị. Nó cũng khủng đó đó. Ông bà là chắc nghe lời nha nè. 3 ngày mới nổ ra mới kiếp. Băng này đi đám ma nè. Trong thuốc ô á. Chết mà không ai. Mơ ăn ở cho anh giỡn. Có coi không? Em không có coi mà trên nhà đi đám ma vậy ta kể. Úp xuống vô luôn. Ta kể. Ta kể nghe. Kể chuyện của mơ đi. Đó, thấy không? Coi coi coi. Nó đấu gì tôi? Cái bà hôm qua đó chị. Con nhỏ này nè. Dạ. Cho con uống sữa. Có đấu vậy đó. Kể. Cho con uống sữa. Em chưa ăn nè. Em đâu có đấu đâu. Em nói chuyện tới chiều. Để từ từ. Còn hôm qua đó anh chị. Ừ. Con nhỏ này, cái bà này nè, bà lội bộ ngang nè, bà già, bà cạo đầu cho má em nè. Con nhỏ này cũng nhỏ nhỏ, con bỏ đá nè, chị in nè, mới 15 tuổi. Nhà bập, mẫu 300, chết sống không biết. Đó, tôi nói đó. Tôi khó cho dễ vậy ha. Ừ. Ông bà kêu ca đi ha, ca đi. Bởi vì ca vui vẻ ở trên. Đừng có đái nữa, đái ớt có ai sửa ra trơn, qua nó đem múc nước thao, nó rửa lại để tắm vào. Rồi đút đi chật chậm, đái. Sao đi đái, đái giường chi? Lấy cái bô vô đái đi. Mơ 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 đi. Nó lấy cái thao hồng em bé rồi nè, rồi nó sợ. Ngày đêm cũng đái trong nhà hả? Ừ. Nằm bên vừa đái. Tôi ngủ đó, tôi hử luôn. Tôi ngủ hử luôn. Ừ. Hôi chết bè luôn như chuột chứ. Hôi như một chuột. Ừ. Đái ngày đêm ngày đêm. Chứ nhà ta vào tao có toilet đâu, tao vô mà đi ra là chết đó. Ừ. Chết đó. Toilet chà má đó. Đâu có dám ra. Dạ. Cho con mơ chết anh. Không cho tiền mẹ cao kê mái nhà cửa tao chạy luôn hết chi. Cho mày chưa. 5 giờ tới rồi. Ăn nữa. Đâu đâu rồi được. Chắc hồi đâu đó xin tiền á gì đó. Tao làm tiền đó. Ở nhà đó. Anh nhà thích qua tội nghiệp cho 3 năm cho tạm tội nghiệp anh thằng. Rồi tối con bé này ngủ với ai? Ngủ với bà. Ngủ với bà mà cũng quýnh gần chết. Quýnh hả? Bà quýnh nó gần chết. Lên cơn hay gì? Lên cơn khùng. Ông nào ăn ở rồi cùng với chị Tăng. Quýnh nhỏ gần chết. Tôi đi chơi vậy tôi kia càng. Tầm tím luôn tôi lên cơn khùng. Nó ra bà quýnh con của tôi con nuôi bà quýnh ba lần. Nó mới kể cho nghe. Quýnh bà bầm tím nè. Rồi này bớt bính quýnh rồi đó. Đừng có cho thằng bà bảy tam bà quýnh đó. Ha. Bà điên ha. Điên đó còn mà chưa có biết đâu. Hôm qua đắp đất từ sáng tới chiều tới tối luôn. Bả ha. Đắp tới tối chay nè mà em không nấu cơm ăn bỏ đi theo kia. Thằng ơi. Bỏ tiền nhà con sách theo rồi thằng kia bán gạo cho em cháu có lấy tiền anh chị xài. Lấy tiền của kia nghèo. Ông cô gia đình này ngủ. Đắp đầu cổ thấy ghê luôn mà. Tôi thấy động lòng luôn. Bà làm cho tôi thương vậy. Ừ. Ông về luôn rồi thằng kia đá đất rồi đó. Ừ. Nó chơi nó bỏ ra chạy nó nghe lời má nó chạy đụng má nó mong tin mới làm bùa vậy đó. Qua chữ người ta tôi đủ với nó mình đây đó. Mày không có đụng má tao đó. Bà cái bà hai tuổi thình đó anh. Đất nước người ta mà dám chữ chị. Thình 83 tuổi chị. Chị nuôi luôn hả chị? Ừ. Ê, một hồi dẫn dẫn nè. Đi không? Ừ. Đi không? Đi. Ăn cháo đi chơi nè. Kêu à. Đi vòng hải đi mà. Đi không? Đi. Đi luôn qua đò. Đóng ba luôn ha. Đi không? Đi. Đi ngoài đi. Ừ. Cho bà gặp bà hai bà làm cho mày với thằng Kiếm đặng nha. Hai em đi không? Để ông coi cái đám này ra ngoài hung dữ quá ta trơn anh. Ừ. Đi không? Đi. Kêu qua đi không? Thằng Kiếm kêu đi chứ. Đi không chị? Đi. Ra ngoài bà cho tiền ngoài nghe bà hai đó. Thôi đi anh nè. Đi không? Xa quá. Xa quá. Nhưng mà mời nó không giúp vậy chị. Ừ. Để cái bữa nào coi tốt mà. Bộ anh lại gặp anh chị không chịu à. Ừ. Tao không hợp mà bộ. Nước người ta đâu quậy mà chơi đâu. Anh mới đầu không hợp mà từ từ anh hợp hả anh. Nó mới dẫn đi tàu lao, cũng mời nó con nó xin lỗi anh nha anh. Anh Đài Loan đó, nó không hiểu đó anh. Rồi, Đài Loan khó lắm đó. Lúc đó tiền nào xài có đi xin không? Dạ. Có đi xin tiền có. Không? Có. Sáng cái cô cho con 10 ngàn, dì 10 ngàn, chú 10 ngàn, 50 ngàn. Cái ta chữ, bột cùi hay gì đi ăn xin mày. Con giò còn cắn con tay mà ăn xin. Chữ ngay mặt. Chữ luôn hả? Ờ, cái em bụng nó ủa đó giờ em đâu có xin đâu. Em cũng giống cùng nha. Em nói trời ơi, cho em tiền xài em mua đồ cá. Thì có chồng có con lo, nó có chồng mà đủ má bỏ em. Ông của nó bậy nữa. Ừ.
Ở chỗ em nát đi chợ xin mấy tư á, cô cho con 10 ngàn gì 10 ngàn xin đâu rồi cho 10 ngàn ở chợ á. Chợ nào? Chợ chợ Long Bê nè. Có ta cho má con đâu có biết đâu, xẻ tay xin gì đó. Người ta chửi mình sao? Ta chửi nó nói bộ cụ với ăn xin có giò có cẳng có tay thông minh mà đi xin. Có chồng có con đâu không nội, nói chồng con không có sáng xin xin gạo với tiền ta đi chợ rồi nè. Rồi ông kia thì ông bịch khăn ngủ vẽ rồi nè, rồi có cái ca rồi ca đờn nữa, rồi bà kia nằm cái dáng rồi nè, rồi tôi này còn hai giò hai cẳng đi đứng như thầy ma. Tôi xin ở chợ xin trước xin giữa xin sau ở lùi xin, rồi cho thí đại cũng cho tôi mà chữ tôi gần chết mấy kia không chữ. Ông kia để khăn rồi nè, rồi để cái máy ca cổ hoàng mặt tử đó ca tập bậy tập bạ mấy được tiền. Rồi cái tấm dáng người ta cười nè, để bốn bánh xe nè, cái nằm chính giữa cái ông kia nắm kéo nọ. Cái bán kem bánh răng đầu cao kê mắt đuôi mò nè. Nó nói là mù gặp đuôi không mà. Nó nói cha nội rồi con xin chồng trước cho cha. Cha xin sau nè, ông là bà xin cho tôi cà tôi luôn lấy đường. Tôi đẩy mù gần chết tao lấy tiền ăn ở đôi. Tham lam mà nhỏ lớn nghèo. Mù nè, còn ta kia ca dẫn nè. Kè kè dẫn dây. Ca mà đừng hay lần em nữa đó. Hay luôn. Ta nhìn ta không dám nhìn, ta bán cải cỏ nhóc ở đâu nhìn. Chắc của anh chị hay gì đó. Còn em mày ngồi nhìn ủa sao cài vậy trời, kem bánh răng cái cạo lông mặt ha, rồi cái gì massage gì bán cái khoắn để trong tủ ở trong nhà tôi tập ra mà chắc có con vợ rồi bị ca bị câm nữa sao tôi lại luôn. Chị mơ sao sao không đi làm gan gì đó lâu dây thì em đi đó, em đi mà em đi không không có xách cái ca nữa, đưa tay nè đưa tay cô mừng ăn chú gì xin nói cái bà kia chứ xin cái gì trời ơi tiền đâu mà ăn xin ăn mài hoài có đẹp đẽ người mẫu mà xin trời không có tiền, không có tiền phải làm gì làm chứ xin gì nghe ba mơ ba cự đó của bà nha, ta ca tần tân tân vậy nè, ông kia mù ông nội thì giật giật thằng kia đi té cũng có chết á. Rồi cái bà này hai mắt mà đi trước để tôi đi trước xin nào sáng thì xin trước tới 8 giờ chợ gãy ra đâu có dẹp dẹp ăn có dẹp ăn là đâu dẹp đâu có ăn giờ giờ chợ đâu quán nữa. Xin đăng kiến lấy tiền có bữa đi chơi giờ chưa giờ cả đây gặp ông bà lên đây rồi đó. Không đi xin nữa hả? Không có xin nữa. Thế hả? Ừ mọi má rồi sáng má thấy ngồi gặp bà không xin luôn. Ba xuống chợ đó thì kia đâu ta đưa tiền nó má cho con mừng ăn. Xin bả luôn. Xin bả luôn, không có tiền ở ngoài mà. Đó. Bà chữ chết bẹ luôn. Bác cho con. Không có tiền đâu. Xin lộn tiệm. Tưởng ai ngồi bả. Xin lộn hả? Ừ, ma nhập bây giờ. Đưa 20 ngàn. Chết bẹ luôn. Bả chữ luôn. Cái đó con đi qua. Đi qua má tôi tưởng ai. Không không, ba khung đó bánh nó tào lao đó. Bả ngồi nè, cái bả đếm tiền xe đạp nè. Nó ngồi ở trên dốc cầu có điếm đạp nè, tôi xin tiền nè, có tưởng đâu ông nào bà nào xin tiền bả. Cái bả đâu có nghĩ là tôi là con đi xin tiền, bả tưởng đâu tôi xong xuống nha. Bả nói trời bà cảm ơn xin tiền hả? Bả đi xin tiền thiệt. Quay lại bả cho 20 ngàn bả chửi tôi luôn. Bả nói tiền đâu mà xin. Bả chửi tôi luôn, không có cho. Bả nói chuyện tào lao quá anh ai làm xui bả. Nó tà bậy tà bạ, bả nói em chém bả cắt cổ chữ đi qua cho con. Xin lộn tiệm ha. Ừ. Xin lộn tiệm. Bà bị ma nhập đó. Sao không xin người ngoài đi xin mẹ? Không có, em xin người ngoài ta ta không cho. Mà xin lộn. Cho hết tiền. Nó cặn đi. Cái bà ngồi trên dốc cầu, cái cầu xi măng mà te xuống bà ra chỉ đạp nè, bà ngồi bà điếm bà này cũng ngồi bà điếm điếm nè. Cũng ai ngồi điếm. Cái tôi lại tôi biết bà không? Thôi con 10 ngàn quá. Tiền đâu bà cho? Đi chơi tới ngày. Cái ngồi tội nghiệp cũng cho 20. Cho 20. Dốc có chữ đỉ nha. Nó nói đó. Nó hỏi bà coi em biết xin tiền không? Biết ăn mày không? Biết. Biết sao không biết trời. Mày nói sao mày mốt đóng miếng dán rồi leo lên nó ngồi leo đó lết gì nè cho tôi xuống ghe đó vợ chồng tao vậy ta lết ta xin đó mốt đóng miếng dán nha. Ừ. Bốn bánh xe nữa kéo con mày kéo mày ha xin gì nè tha mặt mày đổ quét ha. Cái mà cột cái giò nè bà chấp cho ta ha. Cái bắt đầu bà lấy cái tre nè nó cũng tê nha, rồi có thằng kia nằm lâu cái máu me không nó cho 200-300 tỷ cho nhóc mà cho Sài Gòn biết què gì rồi về mở giò ra rồi cũng công giò cũng nhức chích mẹ kia kể lên đài cười muốn chết luôn. Ừ. Tôi bắt trước bà mơ ha, còn đem cái đơn dạo ca đó nha. Cột khăn rồi nè, vẽ bịch thòng bịch mài cho nó làm như là giết người tội phạm bà cười đó. Rồi bắt đầu lôi, nó nằm sấp như là như con ếch vậy đó, nằm nè, rồi có ai có giòn hai cái giòn ngay vậy nè. Lôi già già vậy nè. Rồi cái bắt đầu đờn tăng 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 cái cổ ha. Đi ăn dạo mà. Mà kêu kêu quanh ơi giờ này em ở đâu á, quanh rồi đó. Ta bỏ vô một ca tiền cái đổ để đếm tỉnh tận hồi đếm cũng 7-8 triệu đó. Mê cho thấy mê luôn ha. Mê luôn. Bắt đầu mở cái giò ra ta thấy nghe bút cái rọc luôn. Ông cột vô đây đang nằm chót vô cái dáng dài mới thì làm kiểu vậy con. Cột gì nè, hai cái giò dài cột rồi nè, không có tạc quen rồi nè. Cột gì nè. Rồi cái bắt đầu ông nằm vô dáng cái nè, nằm gấp nè, thằng kia nhắm mắt thì đẩy xin, xin cho thằng nó sáng mắt lấy tiền bỏ túi chờ mà thằng bù thì không có đồng bạc. Mở giò ra cái thằng kia thẳng giò đi tàn tật luôn, cưa luôn. Nó mỗi nghe cái gập luôn á, ảo thật á. Nó sát màu đỏ vô không mà. Nó sẽ coi cột cô vẽ nè, bà Thu Trang. Vậy là ca tiền nó lấy dấu chân ha. Lấy ta chơi thằng hai sáng mắt lấy thằng mù đâu còn đồng bạc. Nó đó nằm không tưởng đâu chia ra chia quần què thằng mù cho thằng mù chết. Cái thằng nằm chết mà cái thằng đứng thắng. Nó chơi quá. Khôn ha. Khôn không? Tao nghề ăn xin mà. Sắm vàng cây luôn. Mà lạng quạng hôm làm nghề nó cũng cho 100 ngàn.
À, tôi nói mà ông tin á anh Tân. Đúng rồi. Của ông hay gì đó. Ừ. Chỗ gạo cho coi mà ca hay không em đúng không? Thế à?